Tươi mà ngon chưa? Đó, tháng này là mực ngon lắm á. Đây mọi người, mua mực xong rồi, bây giờ phơi mực. Vừa mua mực rồi bây giờ này, đó, mình phải lột cho sạch sẽ ra. Rồi sau mình găm vô trong cái cây để cho nó ngay khi mà nó khô nó khỏi cong lại, đúng không mami ha? Mực tươi ngon chưa? Phơi ở đây luôn, khỏi cần ghé Việt Nam mua. Mọi người, mực tươi mua về xong rồi lấy lột da hết trơn rồi nha mọi người. Khi phơi á thì mình phải găm cái cây để khi cái mực nó khô á thì nó sẽ không có cong cái con mực lại nha mọi người. Đó, mình phải găm vô cái cây rồi xong mình phơi thì nó sẽ cái con mực nó không có cong mà nó sẽ giãn ra mất hả? Sau khi mình găm xong rồi, mình mua cái này là ở Amazon nha mọi người, hoặc là eBay. Mua đầy cái này phơi thì sẽ không có ruồi, nó bay vô. Đó, bỏ vô trong này. Rồi mình phơi cho nó khô. Nó mình phơi hai nắng thôi phải không? Phơi nắng nhiều thì khoảng phơi nắng rưỡi, còn nếu mà nắng ít quá thì phơi 2 nắng 3 nắng nha mọi người. Đó, mua mực xong giờ mình lột hết xong rồi mình phơi trong cái này nè. Đó, này mình mua ở Amazon đó nha mọi người. Đó, bây giờ mình bỏ vô đây mình khỏi sợ ruồi rồi bụi bặm rồi mấy con gì nó bu nha mọi người. Đó. Thì đó, đây mọi người, mực đây mua về phơi đây. Bây giờ nó đã khô rồi, bây giờ mình phải lấy đem ra bỏ cho tủ lạnh đá nha mọi người. Nếu mình ăn không có hết thì mình bỏ, nên bỏ tủ lạnh đá cho nó khỏi bị hư. Đây, đi mua mực mực tươi Rhode Island rồi xong giờ mình sẽ xong mình phơi nha mọi người. Bây giờ nó khô, con mực này nó rất là ngon chưa mọi người. Đây, mình mua cái đồ phơi này á, là ở Amazon, ok. Đây, giờ mình phơi được 3 ấy rồi nè, 3 nắng rồi, giờ nó khô nè, ngon chưa mọi người. Quá trời ngon luôn. Mọi người, đây, phơi được một mớ này nha mọi người. Cái này là xong, bỏ vô tủ lạnh đá đây để dành ăn. Mua mực tươi về xong mình sẽ ra mình phơi rất là sạch sẽ và ngon để dành nướng ăn. Mua ở Rhode Island xong bây giờ mình sẽ mình phơi, mình bỏ vô trong cái đồ mà mình mua Amazon đó, mình bỏ vô, mình không có sợ ruồi muỗi dơ giấy, rất là sạch sẽ. Khi phơi được 2 nắng rồi, nếu mà trời nắng lắm á mình phơi được 2 nắng, còn nếu mà thì mình phải phơi tới chừng nào mà nó khô khô á thì mình đem vô và mình ăn không hết thì mình để dành. Nếu mình phơi nhiều thì mình để dành bỏ vô trong tủ lạnh đá đó. Rồi chừng nào mình thích nướng lên ăn, hoặc mình nấu hủ tiếu mình bỏ mực vô cho nó ngon, rồi làm gỏi cũng được. Ok, tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người có coi cái video của mình. Nếu mà thích cái video của mình thì nhớ ủng hộ cho mình cái subscribe and like. Cảm ơn mọi người, bye, tạm biệt mọi người.